Tại buổi họp báo công bố kế hoạch tổ chức giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2022 diễn ra sáng nay ngày 27 tháng 10 tại Red Hotel Sài Gòn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Nhật, Phó Tổng biên tập thường trực báo Sài Gòn Giải phóng, trưởng ban tổ chức giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2022 cho biết. Khác với năm ngoái, năm nay mùa giải bóng đá quốc nội đã trở lại với nhịp hoạt động bình thường. Ban tổ chức giải thưởng sẽ bổ sung trở lại các hạng mục trao thưởng: cầu thủ nước ngoài xuất sắc, cầu thủ trẻ nam xuất sắc và cầu thủ trẻ nữ xuất sắc. Như vậy, giải thưởng quả bóng vàng năm 2022 sẽ bao gồm 12 hạng mục: quả bóng vàng bạc đồng nam, quả bóng vàng bạc đồng nữ, quả bóng vàng bạc đồng futsal nam, cầu thủ nước ngoài xuất sắc, cầu thủ trẻ nam xuất sắc, cầu thủ trẻ nữ xuất sắc. Phát biểu tại họp báo, ông Trần Anh Tú, Ủy viên Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã điểm qua những thành tích nổi bật của bóng đá Việt Nam đạt được trong năm 2022. Hai năm qua, dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức vẫn luôn được duy trì là một sự nỗ lực đáng ghi nhận. Chúng ta cũng thấy là trong cái hoàn cảnh 2 năm vừa rồi, dịch khó khăn như vậy, nhưng giải thưởng quả bóng vàng vẫn được duy trì. Đấy là một sự nỗ lực rất lớn của báo Sài Gòn Giải phóng và Liên đoàn Việt Nam cũng như công ty VFF, thực sự là cảm ơn rất nhiều với báo Sài Gòn Giải phóng. Đây là một giải thưởng vô cùng danh giá cho cuộc đời của từng cầu thủ với những người giành được quả giải thưởng này. Và cho nên là cái việc mà duy trì được giải thưởng này, và đặc biệt là giải thưởng rất là tổ chức, rất là tốt và bài bản, thì hy vọng mùa giải 2022 này chúng ta sẽ có được những cầu thủ thật sự xứng đáng để mà vinh danh cho cầu thủ cũng như là làm nổi bật cho bóng đá Việt Nam trong năm 2022. Tại buổi họp báo, ban tổ chức cũng công bố những nhà đồng hành chuyên môn và nhà tài trợ cùng quả bóng vàng Việt Nam 2022. Theo đó, đồng hành với giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam để hỗ trợ về mặt chuyên môn có Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VBF. Báo giới chất vấn và ban tổ chức trả lời luôn là phần nội dung được quan tâm tại các cuộc họp báo khởi động giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam. Và năm nay, ngồi ở bàn ban tổ chức để trả lời chất vấn, có nhà báo Nguyễn Nhật, trưởng ban tổ chức giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam, ông Trần Anh Tú, ủy viên thường trực ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, và danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, quả bóng vàng Việt Nam năm 1998 và 2000. Trả lời câu hỏi từ nhà báo Sĩ Huyên, báo Tuổi Trẻ về nét mới, đặc biệt nhất của mùa giải năm nay, Phó Tổng biên tập thường trực báo Sài Gòn Giải phóng, trưởng ban tổ chức giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2022 Nguyễn Nhật cho biết. Qua năm 2022 này, ban tổ chức quyết định và trên cơ sở là những cái yếu tố cho phép thì tất cả các hạng mục giải thưởng truyền thống của giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam chúng ta sẽ được bầu chọn trở lại và sẽ được tôn vinh ở tất cả các hạng mục. Cái thứ hai là chắc chúng ta cũng cảm nhận được cái không khí bóng đá của năm 2022 của chúng ta, và đặc biệt là chỉ ngay ngày đầu năm mới, ngày mùng 1 thì chúng ta đã có một cái trận thắng Trung Quốc, và đó là một cái tiền đề, một cái cơ sở cũng như là một cái niềm khích lệ để cho bóng đá Việt Nam tiếp theo đó là chúng ta gặt hái được những cái thành công. Cuối năm nay và đặc biệt là cũng phải đến Tết âm lịch năm nay thì chúng ta mới thỏa mãn được những cái niềm khát khao, đó là sẽ còn một cái giải AFF Cup, có nghĩa là chúng ta cũng phải đặt cái mục tiêu rất là lớn của giải đấu này. Thì như vậy là quả bóng vàng Việt Nam chúng ta cũng nằm trong một cái lộ trình đó, và tôi nghĩ rằng nó cho những cái yếu tố đó cho thấy là cái lá phiếu bầu chọn năm nay chúng ta cũng phải cân nhắc rất là kỹ và phải theo sát từng giải đấu cho đến những cái trận đấu cuối cùng, thì chúng ta tất cả anh em chúng ta mới có cái cơ sở và đặt cái niềm tin vào cái lá phiếu của mình. Nhà báo Trọng Vũ, báo Dân Trí có hỏi, năm qua Futsal Việt Nam có nhiều giải đấu, thành tích không được như ý so với năm ngoái, việc này có ảnh hưởng gì đến cuộc bầu chọn không? Các đội tuyển quốc gia thì có năm sẽ có rất nhiều sự kiện và có năm thì sẽ rất ít sự kiện. Việc mà bầu chọn quả bóng vàng, giải thưởng quả bóng vàng cho cá nhân thì nó sẽ phụ thuộc vào các giải trong năm, có giải quốc tế, có giải trong nước. Có năm thì giải quốc tế thì nổi bật lên thì rất là dễ bình chọn, có năm thì lại chủ yếu là các giải trong nước nổi bật hơn. Thì việc này thì tôi nghĩ rằng là nó quan trọng nhất ý là
các phóng viên có theo dõi được, có đủ, có được các điều kiện theo dõi các cái giải diễn ra hay không. Thì để mà cho tạo điều kiện cho cái việc mà không gây khó khăn cho phóng viên để bình chọn, thì có thể ban tổ chức cũng sẽ có những cái phương án để làm sao mà cho các phóng viên tiếp cận được nhiều thông tin với những cầu thủ được nằm trong danh sách bình chọn, thì đó sẽ chất lượng bình chọn sẽ tốt hơn. Các phóng viên cũng quan tâm đến trường hợp Quang Hải, Huỳnh Như đi thi đấu ở nước ngoài thì việc bầu chọn như thế nào? Trước đây thì thật ra có giai đoạn thì anh Xuân Trường cũng có thi đấu ở một cái câu lạc bộ Hàn Quốc, rồi thậm chí là Futsal chúng ta cũng có những cái tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài. Thì tất cả những cái yếu tố đó thì trong cái điều lệ của bóng vàng thì chúng ta vẫn xem là những cái cầu thủ đóng góp thành tích chung cho bóng đá Việt Nam. Cho nên là cũng nằm trong cái cơ sở, cái điều kiện cũng như là cái tiêu chí để các nhà báo cũng như là các đại biểu mà có cái lá phiếu bầu chọn thì chúng ta có trên lấy có cái dựa trên cơ sở đó thì chúng ta có thể là bầu chọn. Với bản thân Hồ Sơn, đây là một trong những giải danh giá nhất trong cuộc sự nghiệp cầu thủ. Các cầu thủ của chúng ta là phải nỗ lực hết mình trong từng trận đấu, trong từng tháng và trong cả một mùa giải với các cấp độ khác nhau, với câu lạc bộ cũng như là đội tuyển, hay là cấp độ đội tuyển trẻ U23, U21 hay là đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy đây là một cái giải thưởng mà tôi cho rằng là các cầu thủ phải nỗ lực không biết mệt mỏi và luôn giữ được cái phong độ cũng như cái phẩm chất, cái phong cách đạo đức của mình trong sân cỏ cũng như ngoài sân cỏ. Dự kiến giữa tháng 11 năm 2022, ban tổ chức sẽ gửi thư mời tham gia bầu chọn giải thưởng cùng danh sách ứng cử viên đến quý đại biểu là các chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên các đội tuyển, huấn luyện viên đội trưởng các câu lạc bộ V-League, đội nữ, đội Futsal, quý đồng nghiệp đại diện các cơ quan báo đài trên cả nước. Lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh.